Bạn tham gia rồi còn ba bạn sao? Thì kỳ dẫn lên. Thì tôi hỏi mối dò vậy thôi mà. Hỏi sao anh biết à? Hỏi thử coi ba bạn sao, nhà sao? Dạ ba em ở nhà thì cũng ở nhà thôi, nhưng mà thì em cũng muốn tìm cái mối cho trai em. Trời. Vậy là ba cũng đang hồng không chiếc bóng hả? Dạ. Rồi hợp lý luôn. Bữa nay là coi như gom gọn hai mối luôn. À. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Đẹp trai quá. Đùa con ha. Đẹp không? Đẹp. Thiệt không? Đẹp trai này nghe, đẹp trai bên kia chị Cát Tường dĩ khoái rồi. Em tên là gì? Dạ em tên Tấn. Tấn? Mấy Tấn? Dạ 3 Tấn. Tấn làm nghề gì? Dạ em hiện giờ là nhân viên kinh doanh anh. Bao nhiêu tuổi Tấn? Dạ nay 28 tuổi anh. Rồi. Dạ bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Lê Huỳnh Anh ạ. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ em 24 tuổi. 24 mình đang làm công việc gì anh? Dạ hiện tại em đang làm công việc nhân viên văn phòng ạ. Ở bên đây cũng rất là xinh gái, bên kia thì lại đẹp trai. Mà tại sao bạn xinh gái như thế này mà lại ế? Thật ra lúc trước em học chuyên ngành chính của em, lúc trước em chọn là ngành bác sĩ pháp y. Bác sĩ là mình mổ xẻ rồi này kia hả? Dạ em học chuyên về mổ xác. Trời đất ơi ghê vậy. Cô này cá tính mạnh này nha. Nhưng mà sao mình đang học cái đó rồi mình lại chuyển qua ngành khác? Em thấy cái ngành này thì mình có gia đình. Là sao? Tại vì thường thường mà tâm lý mà một người mà muốn tìm hiểu mà để quen với mình mà người ta nghe mình đúng rồi, ngành mổ xác thì người ta sẽ rất là dịu. Nhưng mà lý do tại sao xưa bạn lại chọn cái nghề đó bạn? Em thích ngành này vì em thích sự khám phá. Đó rồi. Cũng là một cái suy nghĩ, một cái cá tính rất là mạnh. Như vậy là bạn Tấn, bạn thấy được cá tính của bạn bên kia rồi ha. Bạn là kinh doanh. Dạ. Bạn làm được bao nhiêu lâu rồi? Cũng 4 năm rồi anh. Bạn rất đẹp trai, cao to. Mà cái này chị Cát Tường nói là thích đẹp trai thôi. Thấy mới tin nha, chứ còn quảng cáo cũng không có tin đâu. Những người đẹp trai rất đào hoa. Dạ. Rất là nhiều người phụ nữ đẹp bên cạnh mình. Dạ. Tại sao đến bây giờ bạn vẫn chưa tìm được một nửa cho bạn? Ý anh nói là nhiều người mà đẹp trai thì có nhiều mối này kia, cho nên những bạn nữ em quen thì họ cũng nghĩ như anh luôn. Cho nên khi mà em bắt đầu câu chuyện này kia thì rất là khó. Thì lúc đầu là người ta nghĩ là mình sẽ không chung thủy. Với hai nữa là trong cái công việc em này kia đó thì thời gian em không có nhiều tìm hiểu. Khi em làm này kia về rồi em có đi học này kia. Bạn học gì thêm nữa hả? Dạ em học Anh văn nữa anh. Ở trong cơ quan của bạn tôi nghĩ là rất nhiều bạn gái xinh đẹp. Không lẽ mình không tìm hiểu được một người nào đó? Không, vừa rồi tôi có thấy báo chí đăng rất là nhiều là tình công sở. Không lẽ chẳng có một chút tình nào công sở hay sao? Nói thật, ngày khi mà hồi xưa em làm á thì có, nhưng mà trong công ty á, cái công việc mình khi mình không có cư xử như một người bạn trai được. Ủa sao vậy? Dạ tại vì thấy dụ như công ty công việc thì phải ra công việc, cho nên nhiều khi em sợ nữ á sẽ không có hiểu cho mình, cho nên em không có quen trong công ty này vậy. Dạ. Bạn Anh ơi, tại sao bạn biết chương trình này mà đến tham gia? Dạ mẹ em đăng ký tham gia chương trình này cho em. Mẹ đăng ký? Dạ mẹ em cũng muốn tham gia chương trình luôn. Mẹ muốn tham gia luôn mẹ hả? Mẹ muốn tham gia luôn hả? Mẹ đâu? Mẹ sao mẹ không tham gia? Dạ mẹ có chút việc nhà nên mẹ không có tham gia chương trình được ạ. À. Dạ. Vậy mời mẹ đăng ký nha, ghi tên luôn đi Cát Tường. Mẹ đăng ký chưa? Mẹ em đăng ký rồi. À đăng ký rồi. Bây giờ mà để cho con đi trước coi tìm được bạn trước rồi mẹ mới tìm sau. Dạ. Dạ hay cái này hay nha. Hay à, cái vụ này tôi hay. Tôi với Cát Tường là làm luôn hai mối luôn á. À, vậy mẹ em hiện giờ đang làm công việc gì? Nhà em có ba anh chị em ở nhà. À, mẹ ở dưới quê Cà Mau ở với anh trai. Còn em ở đây với em trai em. À có nghĩa là nếu mai mốt mẹ lên tham gia chương trình là đi từ Cà Mau lên. Dạ. Mẹ ở không bao lâu rồi? À, ba mẹ ly dị 10 năm rồi. Rồi mình làm con cái mình cũng phải lo tìm đường cho mẹ mình trước nha. Rồi Tấn bây giờ tôi hỏi. Dạ, Tấn nè. Bạn tham gia rồi còn ba bạn sao? Thì kỳ dánh lên. Thì tôi hỏi mối dò vậy thôi mà. Hỏi sao anh biết à? Hỏi thử coi ba bạn sao, nhà sao? Dạ ba em ở nhà thì cũng ở nhà thôi, nhưng mà thì em cũng muốn tìm cái mối cho trai em. Trời. Vậy là ba cũng đang hồng không chiếc bóng hả? Dạ. Rồi hợp lý luôn. Bữa nay là coi như gom gọn hai mối luôn. À bây giờ hỏi thử nha, ba bạn khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Ba em khoảng 55 anh. 55. À mẹ em nhiêu tuổi? Dạ 54. Rồi hợp luôn. Trời, ok. Đăng ký ba bạn tên gì nó luôn đi. Dạ
Ba em tên Minh. Minh Minh. Dạ. Mẹ bạn tên gì bạn? Dạ mẹ em tên Trần Tiết Liễu à. Tên Liễu. Rồi người tên Liễu tên Minh quý vị nhớ nha. Sẽ có một lần một người tên Liễu một người tên Minh ngồi đây nha. À, mốt chương trình ghép đôi đó nha. Dạ. Vậy bây giờ bạn muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Thật ra em thích một người bạn trai phải có tính trung thực, phải có sự rõ ràng và đặc biệt là trong cuộc sống của người đó phải có xác định rõ mục tiêu. Mình sống như điều gì và ước muốn điều gì, mình sẽ làm được điều gì. Khi công việc ổn định rồi thì mình sẽ lo được cho gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Không có lễ phép và không biết chuyện. Cái thứ hai là không thành thật. Bạn có thành thật không? Thật anh. Thành thật. Có lễ phép không? Dạ lễ phép. Trung thủy không? Dạ trung thủy. Trung thực không? Trung thực. Đây, những điều gì mà bạn thích ở người con gái? Trước tiên cũng phải lễ phép. Thứ hai là biết cách cư xử với người lớn. Thứ ba là vui vẻ, biết là bắt chuyện. Tại vì em cũng tương đối là nói chung ở ngoài thì em chung hơi lạnh lùng nên là không có nhiều chuyện để nói. Cho nên em muốn bạn gái em thì có vui vui chút. Muốn bạn gái nhiều chuyện đúng không? Dạ. Bạn có một kế hoạch vào cho tương lai giống như bạn gái yêu cầu bên kia không? Dạ có anh. Mục đích của bạn như thế nào? Em cũng muốn là tìm hiểu bạn gái em. Xong rồi em sẽ về nhà bạn gái em chơi thì em sẽ thể hiện cái lễ phép và cái kính trọng. Thứ nhất là để cho người nhà của bạn gái em đánh giá em. Xong thì bạn gái em muốn gì nó cũng rõ ràng như vậy. Có mục đích đàng hoàng đâu, rất rõ bên ràng. Bên đây á là muốn, nếu mà có bạn gái thì muốn đến thăm gia đình của bạn gái. Em thì lại thích người bạn trai là lễ phép. Thì yeah. Bây giờ nếu như bây giờ các anh bạn bên này là mình chịu rồi đó thì em có ý định dẫn bạn về thăm mẹ em ở dưới Cà Mau không? Tại tính em hơi kỹ tính, em phải tìm hiểu kỹ rồi mới dẫn về nhà. Mà nếu bạn đó đi là có dẫn ba đi theo nữa. Sẵn thăm gia đình luôn. Nói đùa bây giờ em có một cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình nữa không? Về ngoại hình đi. Không thích con trai miệng rộng. Cái gì? Miệng rộng hả? Tại sao? Miệng này nhỏ lắm. Quay cái miệng qua coi. Túm lại như dưới đừng có cười to quá. Chút có hỏi, thôi em ở đâu vậy? Đặt em là Chút nha không? Dạ. Dễ thương. Dạ. Nhớ đi thì nhớ dắt ba theo nha. Dạ. Về nói ba lập hồ sơ đăng ký bạn muốn hẹn hò luôn nha. Dạ. Đó, dạ. Nhớ nha. Dạ. Được á, chị thấy dễ thương đó. Dạ. Liều lát nói chuyện nhớ túm túm cái miệng lại chút. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Dạ. Không dễ thương đó em. Sao? Bà thấy Cà Mau sao không? Dạ, không xa. Không sao? Không, cho nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đi không? Xa quá có đi không? Đi nha, đi Cà Mau dạ, nha. Dạ. Cà Mau có nhiều món ăn hấp dẫn lắm. Dạ. Xin chào bạn. Dạ. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng... cái duyên nó gần đến với bạn rồi đó. Yeah. À, tôi nghĩ rằng hai người rất là hợp. Tôi hỏi bạn nè, bạn có thích đẹp trai không? Đẹp vừa thôi. Đẹp vừa. Trai quá không phải của mình, của người khác. Thấy chưa? Thấy chị Cát Tường thấy chưa? Đừng có đẹp trai quá nha. Đẹp trai như tôi là không được đâu. Trời ơi. Nói luôn. Thôi và bây giờ chúng ta hãy kéo màn lên để cho hai bạn trẻ có thể nhìn nhau. Nhìn giùm luôn cho cả ba mẹ của mình. Bạn thích đẹp gái không? Dạ thích. Thích đẹp gái hả? Dạ. Nhìn là thích đẹp gái không? Dạ. Đẹp gái đào hoa lắm nha. Đẹp gái không phải của mình đó. Vừa vừa thôi. Nhưng bạn ở đây đẹp thiệt. Tự tin lên chứ. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Anh chào anh. Chào em. Dạ. Anh có điều gì muốn nói không? Dự sử như khi tìm hiểu xong cho phép về nhà em không? Dạ anh được à. Chưa bấm nút gì về chi. Hỏi anh miệng có rộng không? Ủa anh thấy miệng anh sao? Dạ bình thường à. Ở khi mà đi chơi thì em thích đi chơi những nơi nào? Nơi nào mà vui là cũng được, nhưng mà hạn chế đừng có đông người ha. Đủ 2 người được. Dạ không ạ. Anh nghĩ sao với em à? Em dễ thương vui. Dạ em cảm ơn anh. Anh ơi vậy anh có bấm nút không? Hết à. Sao không trả lời? Tại vì đó là bí mật của anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Vậy thì anh em hẹn hò á, trong cuộc nói chuyện hai người á thì em không thích những cái gì ở bạn trai? Em không thích người trễ giờ. Cái thứ hai là khi hẹn hò thì biết xác định rõ địa điểm để mình đi. Em không thích phải kiếm chỗ. Cái thứ ba là trong quá trình mình nói chuyện thì em không thích một người mà nói chuyện quá nhanh hay là quá cứng nhắc. Hoặc là lãng mạn quá em cũng không thích. Dạ. Em thích một người là làm việc gì là phải có sự rõ ràng là mình làm gì kế tiếp. Trước khi gặp nhau viết cái sớ là bữa nay muốn làm gì. Ủa cuối mà cùng em, làm em thích hẹn hò ở đâu? Phải chọn địa điểm trước thì hỏi thử có thích ở đâu luôn cho để chọn trật à. Thì sẽ như trên phố thì em thích hẹn hò những nơi nào?
ai thích những quán cà phê mình lịch sự. Có nhạc thì nhạc như thế nào? Ý là nhạc nhẹ hay nhạc dịch á? Trong quán thì em thích nhạc nhẹ hay là nhạc... Em không thích nhạc nhẹ quá. Dạ. Nói chung là trung bình. Dạ đúng rồi ạ. Giờ anh đồng ý. Mà dạ. trong ánh sáng hay trong bóng tối? Dạ ánh sáng ạ. Tôi lo cho em quá, tôi hỏi giùm đó. Hỏi gì hỏi nữa đi, để anh hỏi đi. Hơi khó đó. Em có gì hỏi anh không? Anh đừng có run. Làm gì run dữ vậy? Em đâu có run sao anh run vậy? Anh không thích người mẫu người bạn gái mình sao? Thích như em là được rồi. Cảm ơn anh. Thôi, hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 Thôi ngủ đi. Ba má không biết có đang theo dõi không? 3 Rất là dễ thương, bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai kế bên? Nhìn các bạn anh ấy dễ gần, có thể mình tin tưởng được à? Được, còn em thấy sao? Các bạn em dễ thương. Lại... Nắm tay nhau đi. Dạ. Nắm tay nhau đi. Sức khỏe chả? Sao, cảm nhận sao? Dạ nóng quá. Được không? Nhắm được không? Có truyền điện gì chưa? Có không? Chúc mừng hai bạn. Con gái. Dạ. Em tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, em thích một người đàn ông hả? Gọn gàng xíu. Đó, chơi thể thao. Ừ. Ê, tay bông nào cũng biết. Dạ. Cao chừng 1m7. Mày chắc gần tới thôi. Vậy hả? Mang dài lên khúc. Cũng sao, chuyện gì cao thành vấn đề luôn. Em tên là Nguyễn Thị Phương Chi. Năm nay em 30 tuổi. Quê em thì ở Bình Phước, mà hiện thì gia đình em đã dời vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống rồi. Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty dược phẩm. À, rồi xin mời nhà trai kìa. Đầu tiên em xin gửi lên thăm anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và nhà bên gái và toàn thể quý vị khán giả ở trường quay một lời thân thương. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung Tính. Quê quán em là ở Tiền Giang, hiện em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 32 tuổi. Tính làm gì Tính? Dạ, em làm bên giấy tờ, bên khai báo xuất nhập khẩu hải quan anh Linh. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì hả Tính? Dạ, điểm mạnh của em là chơi được tất cả các môn thể thao, có trách nhiệm với cuộc sống, với hiếu thảo với ba mẹ. À. Dạ. Rồi có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em là em hơi hồi hộp trước đám đông, nhất là bạn nữ khác giới. Có một điểm yếu duy nhất đó thôi đúng không? Vậy thôi. Mình nói về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng biết nấu ăn, biết làm việc nhà, nhất là lau nhà rất là sạch. Điểm yếu của em là hơi sợ bóng tối. Là sợ ma đó hả? Dạ đúng rồi. Ma em thấy lần nào chưa? Dạ em chưa, mà em tưởng tượng thôi à. Chưa dạ. Có thấy con gì mà sợ ma không biết sao. Tôi cũng sợ vậy ông nội. Tôi cũng sợ hơn nữa. Dễ bị dụ, hay cho bạn mượn tiền mà không có hồi âm. Rồi còn điểm gì nữa không? Có cái tật gì không? Dạ, có khi hay móc mũi chứ thôi. Móc mũi hả? Dạ. Ai không móc, chị cứ móc, ngứa là phải móc thôi. Ngứa dạ. Là phải gãi thôi à. Không phải, nhưng phải coi lại móc ở đâu. Móc trong nhà này kia được chứ ai đâu ngoài đường vậy xá. Ra ngoài đường mà ngứa quá cũng phải móc thôi. Rồi được lấy tay em che lợi cưng nè. Bữa tôi thấy ông lên móc mũi á. Đâu? Ở tin không? Đời nào làm cũng gãi thôi. Thôi giỡn cho em bớt căng thẳng dạ. Thôi nghe. Mình có mấy mối tình rồi chi. À dạ, em thì mối tình chính là hai thôi. Một là thời sinh viên và hai là mới đây cách đây khoảng gần 3 năm. À, dạ. Mới chia tay gần 3 năm. Mới chia tay quen được bao nhiêu năm thì chia tay? Dạ, quen cũng được hơn 1 năm. Cái bạn đó, bạn cũng gia trưởng quá. Cứ nói em làm cái này làm cái kia. Em không có thích như vậy. Gia trưởng hả? Dạ. Tính gia có gia trưởng không Tính? Dạ không. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em nếu mà nói ra tính là được 2 mối tình. Nhưng mà một mối tình sinh viên cũng tầm khoảng 1 năm. Còn mối tình mà nó lâu nhất em là kéo dài gần 6 năm. 6 năm luôn? Dạ. Người đó ở đâu? Dạ, ở Bình Phước. Lý do tại sao chia tay? Tố chất công việc của em là nó theo cái lịch tàu. Nó giờ giấc, nó không có cố định. Thì bạn đó kiểm soát quá nhiều và không có tôn trọng em. Là cho em là đi chơi thế này thế kia. À, bây giờ là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Tính? Em cần tìm một nửa yêu thương cho em, đó là đảm đang, chung thủy. Mình có đảm đang, có thủy chung không?
Dạ, đảm đang thì cũng có một xíu. Em cũng biết nấu ăn, việc nhà thì cũng biết làm. Ừ. Chào em gái dễ thương. Dạ, chào anh Quyền Linh. Ngọt ngào dễ sợ luôn. Đó. Trời ơi, ở bên đây á, đàn trai cũng hiền nha. Dân Tiền Giang tôi hiền lắm, dễ thương. Hiền gì, trời ơi, cá nhân quá. Cá nhân quá nhiều. Không phải cá nhân mà đa số là vậy đó, thấy không? Em gái. Dạ. Em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, em thích một người đàn ông hả? Gọn gàng xíu. Đó. Thích chơi thể thao. Ừ. Ê, đây môn nào cũng biết. Dạ. Cao trên 1m7. Này chắc gần tới thôi. Vậy hả? Mang dài lên khúc. Cũng sao, chuyện chiều cao không thành vấn đề luôn. Dạ, biết hiếu thảo với ba mẹ. Dạ, đừng có gia trưởng quá. Không gia trưởng. Không gia trưởng, dân Tiền Giang không có gia trưởng. Không. Giang thật thà lắm. Với lại là em thích mấy người mặc đồ phải hợp tí xíu. Ví dụ như là mang giày Tây và mà mang quần jean á là không có hợp. Là em không thích vậy. Phải không? Mặc quần jean là đây dép đồ ông chứ ai mà. Rồi sao? Chào cưng. Chào chị. Em nghe qua cái âm, cái chất giọng nè, thì em cảm nhận về cái người phụ nữ bên đây như thế nào? Có hợp với lại cái suy nghĩ của em không? Em cảm nhận cái giọng này dễ thương. Rất là ok theo linh cảm của em. Em linh cảm cái người đàn ông bên đây có đúng với cái suy nghĩ của em không? Cái mong muốn của em không? Dạ, chắc em nghĩ là có mang áo sơ mi. Yes. À, giày Tây. Yes. Đừng nói mặc quần tay đeo nha. Đồng hồ. Tay có đeo đồng hồ. Oh, yes. Rồi gì nữa, quần gì nè, quần gì? Giày Tây thì phải mang quần Tây rồi. Đúng rồi. Chắc. Màu gì? Dạ, quần Tây có thể là màu xanh hoặc là màu đen. Yes. Rồi áo màu gì? Dạ, áo có thể em nghĩ là màu trắng. Cho em màu nữa đi. Màu nổi nhất á. Màu hồng. Màu hồng là anh Quyền Linh. Ông nội đóng mê màu hồng với màu tím lắm. Nhưng mà không, cái màu của em thì cũng tự tựa cái màu trắng, màu xanh đó em. Xanh hy vọng đồ này kia nọ đó. Anh đến đây là anh hy vọng phải mặc màu xanh. Hai bạn này hiền từ nè. Phải nói là cũng hợp với nhau, nhẹ nhàng, thấy không? Chúng ta hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại hai cô. Ôi, đại với gia lại đình 500 anh em của em. Trời đất ơi, một đại gia đình nhà gái ngồi bên bển á. À, xin mời mẹ của bạn gái. Anh xin chào chương trình, chào Hồng dạ, Vân. Chào chị. Chào anh Quyền Linh, chào gia đình nhà trai, cô chào con. Chào chị mẹ. Chi là nó lớn tuổi lý do ham làm quá, làm biết, nó không lo lấy chồng. Cũng có nhiều người thương mà nó không chịu, Bình Phước cũng có nhiều người để ý. Dạ. Bạn của cô cũng đòi làm mai mà nó... Thôi con có lo làm giàu. Mẹ nói là hy vọng cho hai đứa con... cho nhau cơ hội. Mẹ thì mong vậy thôi. Nhưng mà nếu mà được thì khoảng chừng nào cô có thể gả con gái của mình lúc được? Nào cô cũng gả được hết đó. Hay quá. Rồi lúc nào cũng được, miễn là tụi nó ưng nhau là được ha. Rồi cảm ơn nhà gái. Mời nhà trai. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với cô Út, Dưỡng Út của em. À, cũng có mẹ với cô luôn. Trời, cũng một đại gia đình luôn. Xin chào chú Quyền Linh với dạ. Cô Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay. Tôi đây là mẹ Trung Tính. Ngày nay là được cơ hội lên tới trường quay là tôi cũng mừng. Là cũng như là chờ cho hai đứa cơ hội sau này hạnh phúc cũng mừng. Nhưng mà thấy dâu tương lai mình có hợp với mình không? Bây giờ mẹ nhìn... Thì giờ thấy... cũng dễ thương, dễ mến. Để hai đứa tìm họ tìm hiểu lâu rồi. Dạ. Sao biết sao. Bây giờ quan trọng là hai đứa thôi. Đúng rồi. Mở rào đi rồi cùng nói chuyện để xem có hợp nhau không nha. Mở rào. Bắt đầu đi tính. Rồi, quay qua nhìn nhau nè. Sao em? Rồi nè, mình nhận quà nè, rồi mình trao quà nè. Anh đến đó chương trình, anh có món quà anh tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Anh mở nha. Dạ. Em thì em thích bạn nam mang cái vớ phải hợp với lại cái bộ trang phục. Nên em tặng cho anh đôi vớ với lại mấy cái khẩu trang. Rồi, cảm ơn. Sao bạn trai tặng gấu bông, nói bạn gái biết đi. Dạ, thì ý nghĩa của gấu bông là em chọn con thỏ là dễ thương, hiền. Em thấy hợp với bạn nữ, em tặng vào bạn nữ là vợ tương lai của em. Rồi.
với món quà thứ hai mà anh muốn gửi tặng cho em, đó là một cái đồng hồ. Hộp dễ sợ luôn á. Rồi hay. Cái ý nghĩa là em tặng cái đồng hồ là tượng trưng cho thời gian, mà tất cả các thời gian trong cuộc đời còn lại của anh rảnh, anh đều dành cho em. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ mình bắt đầu trao đổi nào. Cảm giác của em lần đầu tiên gặp dạ, anh. Dạ, em thấy anh cũng hợp với phong cách mà em thích. Anh thấy em thế nào? Em thì thấy dễ thương, anh thấy hiền. Những gì mà linh cảm mà anh thấy thì khoảng 90%. Cái công việc của em là, hồi nãy em nói là về mảng kinh doanh, là cụ thể là sao em? Dạ, em làm như sale vậy đó. Em bán thuốc cho cái nhà thuốc anh. Theo nghĩ là thấy sale, bọn sale là thấy tiếp xúc khách hàng rất nhiều. Dạ đúng rồi. Nếu như mà anh tiếp xúc nhiều quá mà anh ghen thì em có gì không? Ghen và mức độ nào đó thôi chứ. Chứ nói chứ anh thì anh không dạ. ghen đâu. Quan trọng là do đối phương tạo cái lòng niềm tin thì mình cứ thoải mái. Anh thì anh cũng rất là sợ ghen, nhưng mà trong tình yêu vợ chồng là phải có ghen. Nhưng ghen là như thế nào? Ghen là phải đúng. Ghen phải mới lâu đúng được chứ. Nó chứ không phải là ghen một cách mù quáng, anh không thích. Dạ. Em thôi có... bây giờ các bạn nói cho nghe một chút xíu về những cái tật xấu của nhau đi, để coi thông cảm với nhau được hay không. Cái tật xấu của anh thì anh hay ăn đêm. Với thứ hai thì anh ngủ thì anh cũng hay gác, hay ôm. Đó. Với cái nữa là khi mà anh căng thẳng á, chẳng hạn như anh gặp một cái người mà phụ nữ khác giới á, lạ đám đông, anh nói nó hơi vấp, nó không dạ. được suôn sẻ, nó không được trôi chảy. Vậy gặp em anh có căng thẳng không? Anh gặp em nãy giờ thật tất là anh không căng thẳng. Hôm nãy giờ anh nói suông, hồi nãy là chưa mở rào á, em thấy vậy. Dạ. Rồi cái chuyện mà nó hay gác hay ôm đó, chịu được à. Không? Em thì em cũng vậy, em mỗi lần ngủ em phải nhiều thật nhiều gối lên. Em gác cho em sướng vậy đó. Ừ. À... giờ cũng đâu cần gối nữa đâu. Được rồi đó, hai đứa cũng thích như bạn. Sở thích khác giống nhau rồi đó. À, tật xấu của em hả? Lâu lâu cũng lười lắm. Nằm ở nhà bấm điện thoại không vậy đó. Thôi em cứ yên tâm đi. Khi mà hẹn hò có anh rồi, anh không cho em lười đâu. Em tiến tới nắm tay bạn gái, nắm hai tay nhìn vào mắt bạn gái, hát tặng bạn gái, nhìn thẳng một mình bạn gái thôi, đừng nhìn ai chứ. Anh đến ở đây là anh sẽ hát tặng mà em một bài Yêu Em Dài Lâu của nhạc sĩ Đức Huy. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhàng, đưa anh đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe trong lòng đang mơ mơ. Mơ ôm em trong tay đêm nghe thì thào, cho báo tố về là chim bao. Xin yêu em tha thiết như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đầm sâu. Anh đã thương em từ lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Thôi được rồi, này là quá chân thành. Thôi, rồi hai đó. Bạn về vị trí ngồi đi. À, ta để tay vào nút bấm các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu cảm giác là không phải, không cần bấm, để nút bấm đó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3. Chúc mừng. Bây giờ chính thức ta hẹn hò nhau rồi. Bạn trai xin phép với lại gia đình bạn gái cho phép tụi con hẹn hò với nhau bắt đầu từ đây. Con xin hứa điều gì đó? Dạ con xin phép bác, cô cho con ngày hôm nay đến đây là một cái duyên với em, cho con được hẹn hò. Và nếu được nên duyên thành vợ thành chồng thì bác cứ yên tâm, suốt quãng con đại còn lại con sẽ chăm sóc tốt con của bác. Trời ơi. Con xin phép bác cho con hôn. Ừ. Rồi. Nên con ở đây giống... Dứt quá, có phải yếu của cô không em? Dương quá của cô. Còn bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cảm thấy vậy nhìn là được à? Anh ơi, em xấu lắm anh. Lần này khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Sớm thì khoảng 6 tháng, không thì 1 năm. Em là Ngũ Văn Quyền, năm nay 32 tuổi, quê quán gốc Thanh Chương, Nghệ An.
và đã vào miền Nam lập nghiệp và sinh sống ổn định tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện nay thì đang làm nhân viên tư vấn và bán hàng bên bất động sản của Hưng Phát. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào chương trình, chào toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy. Em sinh năm 1990, em cao 1m57, em nặng 51kg. Em đang công tác cho Đoàn Thanh niên thị trấn Gia Rai của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Em có xin Đoàn Thanh niên lên đây để tiếp tục cái công việc học của mình, kết hợp luôn cái việc là em là một cái giáo viên dạy kèm. Những cái ưu điểm, những khuyết điểm của em? Ưu điểm của em thì em là một người rất là mộc mạc, em sống rất là chân chất, thành thật, khá tình cảm. Mà em thì sinh ra ở một cái gia đình em hơi bị thiếu tình cảm của một người ba. Vì ba mẹ em chia tay nhau từ lúc em mới có 1 tuổi. Bây giờ mình rất là cần một người tình cảm của một người đàn ông để bù đắp lại, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Em cũng thích tự lập, mạnh mẽ, giao tiếp vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Dạ, có tinh thần cầu tiến cao. Khuyết điểm của em không hát được. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, em có thể đọc được một đoạn thơ. Đâu đọc thử xem nào. Phụ tử tinh thấm công thầy nghề mẹ, nọ tiếng tắm chi nặng lời. Xin mẹ rầy bỏ quá khi đồng qua, chữ bánh khi bún sốt lòng tươi. Nên nâng giấc lấy người một khi đang còn ở trên trần dương thế. Vâng, xin hết. Em nói thì chị, em không thích thơ bạn ấy lấy từ một tác giả nào đó bạn ấy đọc, em muốn bạn ấy tự làm thơ cơ. Bên đây người ta yêu cầu khó lắm nha, mày muốn tự làm thơ đọc cho bạn gái nghe nha. Người ta không làm thơ được, người ta mượn một bài thơ tôi đọc, xem như đó là tinh thần của mình. Mượn thơ của người khác em có thể đọc rất là nhiều, Chinh Phụ Ngâm em đọc được, Truyền Kiều Nguyễn Du em đọc được, thơ của Xuân Diệu em đọc được. Em muốn cái gì đó nó là một cái đặc trưng khác biệt, như vậy là bình thường lắm rồi. Bình thường lắm rồi, bình thường. Mình thì cũng chưa sáng tác được thơ đâu. Bố mình cũng có làm một vài bài, nhưng mà mình nhớ được câu nào thì mình xin phép mình đọc một đọc vài câu em, thôi. Đọc đi em, cho bên kia biết em, đọc đi. Rồi là cũng thơ của bố nữa, đâu phải thơ của mình. Bản lĩnh của một người đàn ông không phải mà đọc được thơ đâu em à. Đúng rồi, đúng. Vậy hả? Anh có gì hơn hẳn đọc thơ không? Anh thấy em cũng là một con người cứng rắn đấy, và có cái tính lập trường cao đấy. Nhưng em ơi, từ miền Trung anh mang một cái ba lô vào đây để anh lập nghiệp, anh có một cái cơ ngơi, một cái cuộc sống tương đối ổn định như ngày hôm nay là anh phải tự lập hết đấy. Về bản lĩnh, về kinh tế và chính trị em cứ yên tâm. Chẳng đúng có rồi. Chính trị ở đây nữa hả? Cứ tin tưởng vào anh. Đâu phải là đọc thơ mới là bản lĩnh đâu, đúng không? Vâng, em vào miền Nam 10 năm. Em vào được 3 năm là em làm được nhà ở Biên Hòa. Và hiện tại thì em mới mua thêm một lô đất nữa rồi. Tốt. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện. Xin giới thiệu về tình trường. Mối tình mới nhất đây thì quen biết rồi tìm hiểu thì chỉ được 1 tháng. Cũng có đăng ký kết hôn. Gia đình đôi bên cũng tổ chức đám cưới nhưng chỉ được có 6 ngày thôi. Ủa là đám cưới mới 6 ngày hả em? Vâng. Cái vụ này căng nha. Sau 6 ngày cái chuyện gì xảy ra? Hồi đó thời điểm đó gọi là bà ngoại lên thì bà nhớ con gái. Rồi bà khóc thì nói muốn xin về nhà chơi một chút. Thấy vui vui rồi là bàn với em ở ngày hôm sau chơi luôn. Thì em thấy vui thì em ở thôi. Nhưng mà ở ngày hôm sau tự nhiên sáng thấy bần đồ cũng được, cũng bảnh lắm. Thế tự nhiên nó gọi cho một bà chị ở làm gì bên công an. Tới đó là hai chị em rủ nhau đi chơi, đó là lấy uy tín của bà chị nói với em rằng là vậy em đi chơi nhé. À có rồi. Nghĩa là giống như vợ không có nói hỏi ý kiến em trước mà đưa em vô cái thế. Chẳng lẽ nói mà không nói nên là giận là dạ, chia tay. Ý của em là muốn đi chơi ở đâu cũng được, mấy ngày cũng được, nhưng mà phải nói cho em biết trước chút để em biết là đi đâu em cũng kiếm. Em cảm nhận như thế nào về một người đã từng ly hôn? Đối với em thì một người ly hôn cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng là cái cách sống của người đó đúng đắn, đàng hoàng, biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được 1 mối tình. Em quen anh đó từ Facebook của bạn học của em. Có một lần em đi phỏng vấn việc, có một cái từ đó là từ training. Thì em mới nhắn tin em hỏi cái người bạn trai đó. Người bạn trai đó để 7-8 bữa gì đó. Xong cái em giận người bạn trai đó. Xong trong thời gian em giận, người bạn trai đó đem số em cho bạn của anh ta ở rất là xa. Bạn anh ta nhắn cho em là cha mẹ, anh em, bạn bè là như tay với chân, còn vợ thì như áo mặc thay ra, không lấy cô này thì lấy cô khác. Và từ cái câu đó mà em rất là ghét cái người đó. Có những cái chuyện nó bí mật, bữa nay bật mí chút cho biết thôi. Dạ. Còn tất cả mọi điều nó là quá khứ.
Bạn thích người yêu thế nào? Em thích một cái người cao từ khoảng 1m73 đến 1m75, là người cao thượng, tri thư đạt lý, trung thủy, trung tình, biết võ công, thích làm rẫy. Trời ơi. Trời ơi, đâu ra người đó em? Biết võ công ta đâu có đi làm rẫy. Cái mẫu hình người chung của em nào? Dương quá, đây là Cao Tùng Dương. Cũng hơi căng ha. Đến con bên đây giống. Dương quá có phải yêu cô không em? Dương quá cô. Còn bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cảm thấy dễ nhìn là được à. Anh ơi, em xấu lắm anh. Lần này khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Sớm thì khoảng 6 tháng, không thì 1 năm. Suy nghĩ kỹ nha, chứ đừng có 7 ngày là ly dị nha. Cái đó là không may một chút xíu thôi. Bởi vì quen quá vội vàng, có 1 tháng cưới nhau. Đúng rồi, phải tìm hiểu cho kỹ. Rất nhiều. Bây giờ bạn gái đi với ai nè? Dạ, em đi với chị Hòa. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thúy là em đã từng gọi là cô. À, em trai này nói chuyện thì thấy là hai em á, là có một cái chung là rất là hay phân tích lý lẽ. Với lại Thúy nói là cần một người đàn ông biết võ và làm rẫy. Thật ra là biết võ ở đây là biết che chở lúc mà người phụ nữ cần. Biết làm rẫy ở đây có nghĩa là lúc mà khó khăn cực cùng thì là vương khổ, có nghĩa là biết chịu khổ. Yeah. Thật ra là cái câu nói á, của nó rất là thâm thúy luôn. Không nhờ cô dịch mới ra chữ thôi, chữ làm rẫy vỏ này đó. Dạ. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với cô, với chú, với các bạn đó. Tôi chào cô ạ. Xin chào ông Tư Quyền Linh và bà Mai Cát Tường. Và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay, tôi là cô của Quyền. Tôi thấy bạn gái rất là cũng dễ thương. Tôi nghĩ là bạn là người cũng có trí tuệ. Nếu mà lo cuộc sống gia đình thì bạn đủ bản lĩnh. Thì tôi nghĩ cuộc sống thì không ai là chu toàn hết, thì hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Còn dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà cô chú cho Tường hỏi một câu thôi là về cái chuyện mà ly hôn là mình đã có giấy ly dị rồi xong xuôi hết chưa cô? Vâng, thì do gia đình tác động là phải như thế này, phải như thế kia. Thì cộng thêm cái thời điểm mà buồn về công việc, nó công ty công việc làm ăn đi xuống á, tính là an phận để lấy vợ rồi ở quê luôn. Yeah. Nhưng mà không ngờ là qua quá trình vừa tìm hiểu ngắn ngủi để ở với nhau một thời gian rất là ngắn như vậy thì đã phát hiện ra là không có hợp nhau. Còn yeah, bản chất của Quyền thì cũng rất là tốt. Cảm ơn cô. Rồi, bây giờ thì hãy mở cửa hàng rào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để trò chuyện. Mở rào. Em cảm ơn anh. Dạ, dạ, em có cái này do em tự làm. Em ừ, rất là nhiều tài lẻ em tặng anh. Nó là một cái túi để anh bỏ điện thoại. Anh thì cũng là một con người hơi thẳng tính, nhưng mà nó thật thà lắm em ạ. Anh cũng là một con người hay về đồng cảm, sống nội tâm lắm. Em, cái quạt này là gì? Em học võ, em chuẩn bị cái bài múa quạt. Múa đi cho nó lạ nè, múa đi cưng. Trời ơi, tôi coi chưa có đã gì tôi mới có rẹt rẹt cái hết rồi. Thôi hát đi em. Em xin hát một câu trong cái bài cải lương Bánh Bông Lan. Anh ba ơi, chắc tại cái bụng tôi nó thì thà, nên nghĩ làm sao thì nói ra làm gì. Nếu mà anh ba xuống đây chỉ vì bánh bông lan thì để tôi gói cho anh vài chục cái, anh đem theo về xứ để anh dùng. Hết chưa? Hết rồi. Dạ, hết rồi. Trời ơi. Nếu mà được tình duyên hai anh em mình đến, anh hứa với em anh sẽ sắm một cái dàn karaoke trên 3 triệu. Ghê, ghê. Uy tín tôi chương trình. Nhưng mà anh ơi, em nói thiệt luôn, nếu giọng Nghệ An, giọng của Bác Hồ thì em có thể thấy dễ nghe, nhưng giọng của anh hơi khó nghe. Anh nói được giọng Nam Bộ. Có nói được chút xíu. Anh thử nói một câu Nam Bộ được không ạ? Giọng ta hay mà, mắc gì đâu bắt ta đổi giọng. Nhưng mà anh về anh nói với má em mà anh nói cái giọng Nghệ An, cái xong má em cứ hả, mày nói chi? Má em Quảng Nam nữa. Bây giờ mình không có bắt người ta phải làm những cái điều mà người ta khó làm được nữa. Bây giờ nói chuyện tình yêu đi ha. Em cũng chia sẻ luôn là em ăn chay trường.
bạn trai thích ăn gì em không quan tâm, nhưng mà em chỉ quan tâm một cái là anh có ăn thịt chó không? Không em. 8 năm nay không ăn. Vậy là hồi trước có ăn. Vậy là trước có ăn. Thôi trước nhỏ mình không có biết. Lỡ như mà anh lấy với em bè, lỡ mà em mắc bệnh gì đó em không sanh được thì anh tính làm sao? Câu này chắc đang thử anh một chút xíu quá. Em là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính, anh rất thích điều đó. Và có những cái chiều sâu anh sẽ cố gắng hiểu. Mong em hãy cho anh một cái cơ hội để được làm một người học võ và lâm vườn tốt. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Tôi nghĩ các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ về tương lai của mình. Quyết định là của các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời em. Nào, bấm tay nhau đi. Những chiếc vé xem phim. Mình khi là mình yêu nhau thì Ken cũng là một gia vị cho tình yêu thêm thăng hoa. Dạ. Và nó phát triển thêm nữa. Nhà trai chào nhà gái. Dạ, xin chào anh. Nên tôi hỏi nhà gái một câu nữa thôi nha. Đi. Ông Mai nha. Ừ. Rồi đó, thì bên đó bạn có tâm sự về cái ba với lại anh của bạn á. Thì Cưng có e ngại chuyện đó không? Thật ra là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Mỗi nhà sẽ có những cái hoàn cảnh riêng của mỗi nhà. Và bản thân em cũng có hoàn cảnh riêng của bản thân mình. Dạ. Đó cũng là lý do tại sao mà em nói yếu điểm của em là sự mạnh mẽ. Tại vì em cũng đã trải qua tai nạn, cũng đã trải qua cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Em? Dạ đúng rồi. Cho nên là có thể hiểu một phần nào đó về những cái cảm xúc từ người nhà và cũng chính cái người mà đã trải qua những cái việc đó. Và em cũng bị tai nạn rất nặng từ cái việc mà tai nạn giao thông. Và do cái việc là thiếu ý thức của những người tham gia giao thông. Và dẫn đến là cũng có những cái hệ lụy không đáng có. Rồi, ok. Chút xíu các bạn sẽ tâm sự với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Anh nghĩ là ai cũng có hoàn cảnh, quan trọng là chúng ta yêu nhau. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi thứ ha. Chúng ta yêu người của chúng ta phải yêu tất cả mọi những cái điều xung quanh gia đình của người đó. Bây giờ thì em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Thật ra là em đã quá mạnh mẽ rồi. Cho nên là em muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ dựa. Có thể là về chỗ dựa về mặt tinh thần. Những lúc mệt mỏi thì sẽ có người chăm sóc, quan tâm. Hay là có những người sẽ tinh ý một tí. Tại vì đôi khi mạnh mẽ quá cho nên là có những thứ em sẽ không nói ra. Nhưng mà em vẫn mong muốn là người yêu mình sẽ tìm hiểu đứng ở phương diện của mình để mà cảm nhận và biết. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào các quý vị khán giả. Em tên Phạm Dũng Sĩ, năm nay 35 tuổi. Phạm gì? Phạm Dũng Sĩ. Phạm Dũng Sĩ hả? Dạ. Chú giữ tên giữ ta. Dạ. 35 tuổi. Dạ. Tuổi đúng tuổi luôn à. Em quay mặt ra trước đi sĩ. Dạ dạ. Em làm việc gì? Dạ em đang hiện tại là chủ quán cà phê nhỏ ở Biên Hòa. Chủ quán cà phê Biên Hòa. Dạ. Quê em ở đó luôn hả? Dạ. Đó, Dũng Sĩ 35 tuổi. Làm chủ quán cà phê Biên Hòa. Tại thành phố Biên Hòa. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chú anh Quyền Linh, xin chào anh Minh Cảnh và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thanh, năm nay em 30 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp. Ở đâu cưng? Dạ, hiện tại thì em đang làm việc ở khu vực Biên Hòa và các tỉnh lân cận của thành phố Hồ Chí Minh. À, dạ. Là làm Biên Hòa luôn. Dạ, Biên Hòa ở Biên Hòa luôn. Hỏi đi, hỏi đi sĩ. Dạ, em sẽ đi về thường hỏi xuyên. Hỏi coi gần không quán cà phê, mình mời cà phê luôn. Làm ở chỗ nào em? Dạ, hiện tại thì em đang làm ở khu vực Long Bình Tân á anh. À, Long Bình Tân là cổng 11 đúng không? Dạ đúng rồi, cũng gần ở đó. Không biết thì anh quán cà phê của mình ở đâu ạ? À, ngay chỗ gần ngã tư Võ Thị Sáu em. Ngã tư Võ Ngay đối diện công ty bảo hiểm xã hội tỉnh. À dạ rồi, em có biết giới thiệu quán luôn. Dạ, cà phê ST. Không biết là quán của mình nổi trội về những cái sản phẩm hay là những cái thức uống nào ạ? À, nước uống thì đặc biệt là khách quen không ạ em. Vô tại bán mục tiêu bán cho văn phòng. Nếu mà em không uống được cà phê thì em sẽ uống được thứ gì ở đấy ạ? Dạ có, anh có mang một món quà tí nữa anh sẽ tặng cho em. À dạ. Chúc sẽ mời ha. Dạ. Chúc sẽ mời bạn gái. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì sĩ? Dạ. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn. Thật thà. Thật thà. Nói chung là trung tình. Trung thực nữa. Dạ. Điểm yếu gì? Điểm yếu thì lâu lâu có em có hay quên một tí. Có nghĩa là làm cái chuyện gì mà tập trung vô là cái khác là em quên. Em sẽ hay quên liền. Không sao. Dạ. Rồi của mình. Nhà gái. Mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi bác. Điểm mạnh của em là rất là thân thiện, hòa đồng,
mọi người hay kêu là em có thể là hơi hóm hỉnh một tí xíu, hơi vui vẻ và khuấy động phong trào hay là không khí một tí xíu. Còn điểm yếu của em có thể là nó quá mạnh mẽ. Vậy hả? Dạ. Rồi em có bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra là em có một mối tình kéo dài nhất là khoảng 7 năm. Dạ, đó cũng là mối tình gọi là chính thức. Ồ. Dạ. Lý do sao chia tay? Thật ra thì em với người đấy quen nhau từ hồi em học cấp 3 và năm 11. Thì anh ấy là bạn của anh trai. Cho một lần tình cờ đến nhà chơi thì các anh em có tổ chức chơi một trò chơi thì vô tình em được ghép vào một cặp với anh ấy. Và sau đó thì cũng tương tác qua lại thấy cũng rất là hợp ý nhau, vui vẻ. Nói tóm lại là mình quen nhau tới 7 năm. Đúng rồi. Nhưng mà lý do tại sao lại chia tay? Dạ, thật ra là có rất là nhiều biến cố xảy ra. Nhưng mà cái biến cố quyết định để mà chia tay á, là khi mà hai đứa quyết định là sẽ tiến đến một cái bước ngoặt mới, đó là kết hôn. Thì hai đứa có bàn đến cái việc là sẽ kết hôn như thế nào. Và em thì em muốn là sẽ có một cái tiệc nho nhỏ là gọi là đám hỏi đính hôn, để có thể hai bên gia đình biết nhau. Và bên cạnh đó thì cũng vừa mới đi làm cho nên là cũng khó khăn về mặt kinh tế, cho nên là sẽ đính ước trước và sau đó là một khoảng thời gian để làm việc kiếm tiền rồi sau đó là sẽ kết hôn. Nhưng mà anh ấy thì anh ấy lại không muốn như vậy. Nói chung là tụi em bất đồng quan điểm về hôn nhân, thế là chia tay. Dạ đúng rồi. Rồi từ đây, từ hồi đó đây là mấy năm rồi? Dạ tính ra từ đấy đến bây giờ là cũng đã 7 năm rồi. 7 năm rồi. Dạ. Rồi. Bạn trai. Dạ. Đường tình duyên thế nào? Đường tình duyên của em thì có một cô bé em thích từ thời đi học, lúc năm học cấp 3 trường Ngô Quyền á. Nhưng mà chỉ yêu thầm thôi, người ta không thích mình. Yêu từ năm học cấp 3. Dạ. Tới giờ luôn, không nói luôn. Dạ không, người ta lấy chồng mất tiêu rồi. Ta lấy chồng rồi hết nói luôn hả? Rồi dạ. Không còn mối tình nào nữa hả? Dạ có mối tình thứ hai là mối tình với một cô bé bên đạo. À. Dạ. Rồi sao? Dạ tại vì ở nhà ba mẹ thờ Phật. À. Nên rồi không hợp không nhau không nữa hợp, ha. Dạ. Còn mối tình nào nữa không? Mối tình nhưng mà chắc cũng thoáng qua thôi. Thoáng thôi hả? Dạ. Nghĩa là khoảng hai mối tình rưỡi á. Dạ. Bỏ cái thoáng đi. Dạ. Chào em. Dạ chào chị ạ. Coi như là bỏ cái thoáng qua đi ha. Dạ. Rồi bây giờ coi như bây đây là mối tình thứ ba đi. Dạ. Một ngày hôm nay nè là bắt đầu là mối tình thứ ba của mình ha. Thôi, mối tình đầu tiên. Xóa hết làm lại từ đầu. Sao xóa? Ông cũng không xóa được, ông bắt người ta xóa. Đó thuộc về ký ức rồi. Ông mắc cười quá. Coi như mình để vô là ký ức đáng nhớ ha. Dạ. Ký ức vui vẻ. Ký ức vui vẻ. Nói nghe nè cưng. Rồi dạ. Bây giờ cưng mong muốn cái người yêu của mình như thế nào? Em thì không có khó khăn gì hết á. Chỉ có một cái là muốn nếu mà người mình yêu á thành thật với mình là được. Thành thật thôi. Dạ. Tại vì nhà em á, ba em thì thương binh chấn thương sọ não, anh hai thì bị tai nạn chấn thương sọ não từ rất lâu, mười mấy năm rồi. Wow. Tại vì nhiều người mà người ta tới người ta nhìn vô ba em thì tại mổ sọ não nhiều á, nó sẽ bị khó chịu. Khó chịu mà đến những ngày mà khó chịu trong người là bực dọc hay chửi. Còn thấy ông anh của em thì chấn thương sọ não, người ta sẽ cảm giác e ngại để tiến tới. Tức là nhà em là có mấy anh em? Dạ có hai anh em. Hai anh em thôi? Dạ. Rồi ba thì bây giờ là vẫn... Dạ thương binh. Thương binh. Còn mẹ? Dạ mẹ em thì đang ngồi ở dưới ạ. Dạ dạ. Rồi. Rồi như vậy là em sợ nhất điều gì ở người phụ nữ? Em thì không thích người phụ nữ nhiều chuyện. Có nghĩa là cái chuyện của người ta thì kệ người ta đi. Tức là không thích phụ nữ nhiều chuyện đúng không? Dạ. Là chuyện của người khác thì không quan tâm, chỉ có việc của mình làm thôi. Rồi gì nữa? Sợ điều gì nữa không? Thứ hai là hay ghen, hay bực dọc. Nhiều chuyện hay ghen. Dạ. Em có muốn ngoại hình cái người vợ của mình phải đẹp không? Dạ, em không yêu cầu là ngoại hình phải đẹp. Dạ. Xinh xắn là được rồi ha. Nói cá tính. Dạ. Cá dễ lắm. Đơn giản xinh xắn là được. Để tôi coi cơ nè. Cưng. Nãy giờ bạn này bạn nói là mình thấy mình có bao nhiêu cái điều mong muốn của bạn? Dạ về cái vấn đề nhiều mà... chuyện. Dạ không. Cũng không thích tọc mạch hay là ngồi lê đôi mép. Dạ. Rồi có ghen không? Dạ thì cái này cũng phải tùy trường hợp. Ví dụ như là cái nào cần ghen thì ghen, còn không thì thôi. Dạ. Nói chung là nó phải có nguyên nhân rõ ràng. Đúng rồi. Và cũng hợp lý thì mình khi là mình yêu nhau thì ghen cũng là một gia vị cho tình yêu thêm thăng hoa. Rồi. Và nó phát triển thêm nữa.
Nhà trai chào nhà gái. Dạ, xin chào anh. Cho tôi hỏi nhà gái một câu nữa thôi nha. Hỏi đi. Ông Mai nha. Ừ. Rồi đó thì bên bên đó bạn có tâm sự về cái ba với lại anh của bạn á, thì dạ. Cưng có e ngại chuyện đó không? Thật ra là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Mỗi nhà sẽ có những cái hoàn cảnh riêng của mỗi nhà. Và bản thân em cũng có hoàn cảnh riêng của bản thân mình. Dạ. Đó cũng là lý do tại sao mà em nói yếu điểm của em là sự mạnh mẽ. Tại vì em cũng đã trải qua tai nạn, cũng đã trải qua cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Em? Dạ đúng rồi. Cho nên là có thể hiểu một phần nào đó về những cái cảm xúc từ người nhà và cũng chính cái người mà đã trải qua những cái việc đó. Và em cũng bị tai nạn rất nặng từ cái việc mà tai nạn giao thông, và do cái việc là thiếu ý thức của những người tham gia giao thông. Và dẫn đến là cũng có những cái hệ lụy không đáng có. Rồi, tại ok. Yeah. Chút xíu các bạn sẽ tâm sự nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Yeah. Anh nghĩ là ai cũng có hoàn cảnh, quan trọng là chúng ta yêu nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi thứ ha. Yeah. Chúng ta yêu người của chúng ta phải yêu tất cả mọi những cái điều xung quanh gia đình của người đó. Yeah. Bây giờ thì em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Thật ra là em đã quá mạnh mẽ rồi. Cho nên là em muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ dựa. Có thể là về chỗ dựa về mặt tinh thần. Những lúc mệt mỏi thì sẽ có người chăm sóc, quan tâm. Hay là có những người sẽ tinh ý một tí. Tại vì đôi khi mạnh mẽ quá cho nên là có những thứ em sẽ không nói ra. Nhưng mà em vẫn mong muốn là người yêu mình sẽ tìm hiểu đứng ở phương diện của mình để mà cảm nhận và biết được là người yêu của mình như thế nào và nên dung hòa như thế nào cho hợp lý. Thật ra thì những người phụ nữ mạnh mẽ đó bao giờ họ cũng khổ cả. Quá mạnh mẽ nên đôi khi người đàn ông cũng ngại, cũng dạ, lo. Yeah. Quá mạnh mẽ nên người đàn ông cảm giác là mình quá nhỏ bé cho người phụ nữ này. Dạ, đôi đúng. Khi nó cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Yeah. Theo anh thì anh thấy rằng em rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi mình cũng phải giấu cái mạnh mẽ đó. Mình tỏ ra nũng nịu chút xíu, tỏ ra khờ khờ chút xíu, mèo nheo chút xíu để đàn ông á họ rất thích điều đó. Nhưng đôi khi đàn ông mà thấy rằng là phụ nữ mà mạnh mẽ quá người ta sợ đấy. Dạ đúng rồi. Đó là cái ý kiến của rất nhiều người luôn. Dạ. Và chúng ta cần nên lúc nào mạnh mẽ nhưng lúc có lúc chúng ta cần phải dịu dàng chút xíu. Dạ. Ha? Dạ. Anh nghĩ rằng bạn trai này có thể rất là nhiều cái điều bổ trợ cho em đó. Dạ. Đây, bây giờ mình hỏi chuyện người thân đi. Dạ. Rồi ta sẽ gặp mặt nha. Em trai. Dạ. Em không lẽ giờ mình gây dựng sự nghiệp, mình đi bán cà phê, mình có muốn mở dạ thêm nhiều nữa không? Nghề nghiệp chính của em là y sĩ. Y sĩ hả? Dạ, em hồi trước đây em đã từng làm bệnh viện quân y. Em làm y sĩ luôn dạ, hả? Cấp cứu. Y sĩ rồi lên dược sĩ hả? Dạ không, y sĩ rồi lên bác sĩ. Bác sĩ luôn hả? Dạ. Tại vì em chuyên bó bột, nắng chỉnh xương và tiểu phẫu, nối gân luôn. Ủa vậy đó hả? Vậy sao mình đi học tiếp để lên bác sĩ? Dạ, tại vì có một số vấn đề ở nhà nên em chưa tiện. Sắp tới em sẽ đi học thêm Tại giờ em đang theo lớp điều dưỡng. Rồi, được rồi. Giao quán cà phê là cho bà xã mình đi học là bác sĩ. Xong. Ha. Quán cà phê em tên gì? ST. ST hả? Em tên gì? Dạ, em tên Sĩ. Sĩ hả? Bạn này tên gì? Dạ, em tên Thanh ạ. Sĩ Thanh là ST. Trời ơi, sao hợp vậy? Được rồi đó. Lương duyên tiền tỷ. Rất là hợp luôn á. Tự nhiên vô bên kia cô Thanh luôn, quán cà phê trời giao ơi. Cho em Thanh luôn đó Thanh. Anh ơi, trùng hợp là nhà ngoại em cũng theo ngành y đó anh. Dạ. Dạ, đa số là các gì ra là rất nhiều cái điều hợp lý ha. Một rồi. Là làm trạm xá, hai là mở tiệm thuốc tây để bán tại nhà. Mở rào. Cái gì vậy? Chưa hỏi người thân mà. Ủa chưa hả? Trời ông nôn nao quá. Bà tôi nôn quá, người thấy hợp quá, hợp à. Muốn giao luôn quán cà phê luôn á. Hôm nay là biết mẹ của bên bạn trai có mặt ở đây nè, bây giờ mời ý kiến của mẹ trước đi. Vui quá, phấn khích. Xin chào bạn Hồng Vân, xin chào Quỳnh Linh, chào nhà xin chào quý vị khán giả, cháu gái ngồi trên hẹn hò. Dạ, chào cô. Hôm nay đến đây thì thấy cháu gái này cũng dễ thương, cái thấy cũng xinh xắn, bản lĩnh đó, cũng bản lĩnh. Thì bây giờ hai con cứ tìm hiểu. Nếu bây giờ hai con đồng ý thì cha mẹ ăn đồng ý thôi. Bây giờ coi như là để quyền cho hai con tự quyết định. Cứ hồi xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng thôi bây giờ cho hai con, hãy mời hai con cứ tìm hiểu cho nhau một cơ hội. Tìm hiểu nếu mà chịu thì cha mẹ đồng ý lo luôn. Còn bây giờ nè, ông xã của cô là ông thương binh,
Nhưng mà thương binh thì đã có nhà nước lo hết rồi. Cho nên hả, nói vậy thôi chứ nhà thì chỉ hỗ trợ ông phần nào thôi. Còn nhà nước là lo hết. Còn anh trai thì bị vậy nhưng không đi làm nhà nước nhưng mà làm việc nhà được hết đấy. Nhưng mà mẹ có muốn có con dâu không? Có chứ, chồng nám, chồng có con dâu. Nhưng mẹ... mà mẹ có muốn làm dâu không? Tức là muốn cho nếu mà con muốn làm dâu thì cho làm dâu, còn không thích ở riêng cho ở riêng, đấy là quyền. Trời dễ quá. Không có bắt quyền luôn. Không có bắt. Ôi vậy là mẹ quá là đáng yêu luôn. Dạ, cho nên ở nhà thì không có con gái nhưng coi con dâu thì cũng như con gái vậy. Cho nên cũng trông cho hai con tìm hiểu, nếu mà được thì rất là mừng. À, rồi cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình xin ý kiến nhà gái đi ha. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại những người bạn của em ạ. Ờ rồi dạ. Xin mời đại diện nhà gái đi ạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và em chào bên nhà trai ạ. À, em Thanh của em á thì cái tính này rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng pha một chút yếu đuối trong đó. Và em Thanh á thì nó sống rất là nội tâm và sống thì rất hết lòng với mọi người. Còn anh trai bên đây thì em thấy là anh cũng hiền nè và cũng đẹp trai, dễ thương. Thì nếu mà được thì hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dạ xin hết ạ. Dạ, cảm ơn. Chúng ta gặp mặt nha. Dạ. Sĩ Thanh SP mở rào. Bắt đầu đi dũng sĩ. Chào em, anh có món quà gửi tặng. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cái gì cũng mới hợp vậy sĩ? À, dạ. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh ạ. Dạ, đây, dạ. Bỏ hoa nhận đây. Quà trước đi sĩ. Mình dạ, quà hộp trước ra đi. Coi là gì đã nè. À, dạ. Đó, mình mở hộp ra đi. Đây, hộp của bên đây. Mình mở ra đi. Coi chừng nó dạ. Bị lật á. Dạ, em xin phép. Dạ. À, sô-cô-la. Dạ. Cảm ơn anh, em sao anh biết em là rất thích sô cô la ạ? Đâu biết nghe xui. Sao vậy? Sao em tặng sô cô la vậy? Dạ. Để em thấy sô cô la nó vị nó ngọt ngào. Vậy là em tặng đó hả? Dạ. Em cũng muốn sự ngọt ngào đó hả? Có dạ. Không? Cái này là không biết là mình mua hay là mình... Không, có của một người em. À. Nghe nói đi lên chương trình là... lo hết cho luôn hoa vậy sô cô la là chuẩn bị sẵn cho luôn. Vậy hả, của một dạ. Người em dạ. Hả? Mấy nhỏ gái tư vấn rồi. Rồi, dạ, rồi đây thôi mình nhận đi là mình tặng quà dạ. Bên đàn trai nè. Dạ. Thì nghe câu chuyện của anh thì em thấy là nó rất phù hợp với lại cái món quà mà em muốn tặng. Thứ nhất là đây là cuốn sách cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông, thì em nghĩ là sau nhiều biến cố như vậy, nhiều thăng trầm trong cuộc sống thì chắc là anh cũng sẽ rất là mệt mỏi, rất là nhiều cảm xúc. Thì mong là anh có thể ổn định được cảm xúc của mình, tiếp tục cố gắng chăm sóc cho gia đình cũng như là vun vén cho gia đình mới của mình. Dạ, em gửi anh. Và đây thì cũng là một món quà hết sức là đặc biệt. Thì em hiện tại có đang dạy gia sư cho một bé trai cấp 1. Thì biết hôm nay là cô tham gia chương trình thì cũng có thức đến 11 giờ đêm để làm một món quà này tặng cho anh. Mong là em. Cô với lại chú sẽ thành đôi. Dạ. Dạ. Anh còn một món quà đặc biệt nữa dành cho. Dạ là một bông hoa làm bằng handmade ạ. À. Dạ. Rồi em gái đứng nè coi pha cái gì làm bartender hả? Dạ, không có, cái này gọi là pha cho em gái uống nha. Dạ. Đó. Cái y sĩ nhiều nghề không? Ông Linh mượn cái đó ông pha cho tôi một ly uống thôi. Trời ơi, pha là tới luôn đó. Wow, dễ thương chưa? Đây, mời em. Dạ, uống thử liền, cảm ơn anh. Thấy rồi nó mời nhau có thèm rồi đó. Dạ, xin phép. Ây, kêu anh hai ly nước mía thôi. Một điều rất là đặc biệt là đúng với vị em thích. Cảm ơn anh. Rất là ngọt và cũng có vị chua chua. Cảm ơn anh ạ. Vậy hả? Đúng dạ. Vị mình thích luôn á hả? Dạ đúng rồi. À, tại vì em thích một nước uống nó không quá ngọt. Nhưng mà nó cũng có một cái vị thanh cũng ngọt ở trong đấy. Cái này là vừa đủ độ chua và đủ độ ngọt. Dạ, rất là ngon miệng ạ.
Cái này thì chẳng qua là do một số bạn bè cũng kinh doanh cà phê chỉ anh pha thôi. Anh cũng tay ngang, nói chung là anh được cái anh nhìn những cái thứ gì anh nhìn qua là anh học rất nhanh. Thì không biết là sau này em có cơ hội được học nghề không ạ? Nếu em muốn học thì anh sẽ chỉ. Dạ. Thì không biết là hồi nãy thì anh có kêu là anh có học y đúng không ạ? Đúng. Kinh nghiệm của anh làm cấp cứu 4 năm rồi. Thì không biết là sau này mình có cái ý định nào tiếp tục cái công việc đó. Tại vì theo tình hình bây giờ dịch tễ tùm lum á, kinh doanh nó cũng không thuận lợi. Anh cũng đang có đi học lớp điều dưỡng để quay lại bệnh viện làm. Vậy thì không biết là kế hoạch tương lai của mình thì sẽ như thế nào ạ? Kế hoạch của mình thì cứ vậy tiến hành thôi. Cái nào thuận lợi để mình cuộc sống mình nó thoải mái thì mình làm thôi. Nhưng mà anh vẫn yêu ngành y hơn. Vẫn yêu ngành, tại vì có một số vấn đề á, nên ở bệnh viện nên nghỉ xong bây giờ vẫn yêu nghề, nó muốn quay lại. Vậy là sau này nếu mà quay trở lại thì anh vẫn sẽ chọn phòng cấp cứu để làm việc ạ? Dạ đúng. Tại vì ở đó có nhiều người người ta sợ lắm, tiếp xúc với máu này nọ đó. Người ta sợ, còn mình không ngại, làm riết quen á. Thường thì em thấy là làm phòng cấp cứu là sẽ phải đi làm mười mấy tiếng hoặc là có thể là đi trực đêm. Cả 24 tiếng đồng hồ vẫn phải làm. Vậy thì nếu như mà cái kế hoạch tương lai của mình là quay trở lại với lại ngành y, có thể là quay lại phòng cấp cứu, vậy thì nếu mà như vậy thì anh sẽ dành thời gian cho gia đình như thế nào? Thì ngày trực ngày nghỉ. Ngày trực ngày nghỉ. Còn thí dụ như là có những cái vấn đề xảy ra trong những cái ngày mình đi trực á, thì mình sẽ có những cái phương án xử lý. Thì nhờ đồng nghiệp ta có mình chạy về được. Tại chỗ nếu có chỗ dễ thì mình trốn về. Không được thì thôi. Ví dụ như là đặc thù công việc của em là sẽ hay đi tỉnh, vậy thì mà cái công việc của anh thì lại như vậy, thì nếu mà gặp nhau thì anh có thể sắp xếp như thế nào? Anh thì thời gian rảnh, hiện tại giờ thời gian rảnh rất nhiều. Tại giờ mình chủ quán mà mình thích làm ấy thôi, còn không thì mình buổi tối thì anh không làm, buổi tối không bán. Buổi tối không bán. Buổi tối rất rảnh. Cái đó là mình tự mở hay là mình tự mở? Như em có biết nấu ăn hay gì không? Thật sự là em không giỏi lắm trong cái việc nấu ăn. Nhưng mà món đó thì anh rất giỏi. Anh rất giỏi nấu ăn ? Cái món anh nấu giỏi nhất là món gì ạ? Nhưng mà đặc biệt và thích ăn nhất là cái chép ôm dưa. Cá chép ôm dưa. Vậy không biết là anh làm món thịt ram có được không ta? Nói chung thì tất cả các món đều biết làm. Tại vì em thích ăn nhất là món sườn ram. Nhưng mà tại vì anh nấu ăn nó có cái cảm xúc á. Khi nào mà anh buồn á thì đừng nên ăn. Anh buồn anh làm mặn lắm. Vậy là hôm nào mà anh buồn thì anh nói em đừng ăn. Mình đi ăn tiệm nha anh. Bữa nào vui thì ăn. Rồi, quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Các bạn trao đổi đi. Cũng giống như là em vừa trình bày, thì việc em với lại người bạn trai cũ thì đã xảy ra vài cái vấn đề mà không tương đồng về cái suy nghĩ hôn nhân. Đó là việc là em muốn sẽ có đính hôn trước khi kết hôn. Thì đối với anh thì cái quan điểm nó như thế nào ạ? Anh thì đơn giản lắm, nếu mà cảm giác nếu mà hai đứa mình hiểu nhau á được thì tiến tới, thì cứ luôn chứ khỏi mất công, nó mệt, nó lằng nhằng. Nói là nó thẳng lắm, là nói sao làm luôn rồi. Nhưng mà thí dụ như nếu như là em vẫn xác định với anh, nhưng mà thật sự là em chưa sẵn sàng đến tới hôn nhân, nhưng mà em cũng muốn là có sự cam kết trước nào đấy để mà mình chuẩn bị tinh thần từ lúc mà mình đính hôn đến khi mà mình trở về, mình về chung một nhà, thì em cũng muốn đính hôn trước, rồi có thể là sau khoảng cỡ vài tháng hoặc là một năm gì đó rồi tiến đến hôn nhân. Thì anh, theo anh như vậy thì anh có đồng ý không? Sao cũng được, anh rất dễ. Rồi quan điểm như thế nào của anh về người phụ nữ của gia đình ? Nói chung là người phụ nữ gia đình nó là biết lo cho cha mẹ. Tại tính anh thì nó sống nội tâm lắm. Đi làm thì làm, chứ về nhà là ở trong phòng không . Đi ra là cứ mi mi. Tại ít nói lắm. Ở nhà rất ít nói. Hôm nay lên chương trình nó dặn phải nói nhiều, lên dám nói nhiều. Đáng lẽ em phải nói nhiều chút cho mẹ vui. Chị cảm nhận mẹ ở nhà chắc buồn ha, có mình ơn nè. Mình ơn là phụ nữ đó ha. Con ba dâu ông đàn ông chuyện luôn. Được rồi. Anh con dâu em... về là phụ nói chuyện. Anh cho em hỏi là anh, đối với anh thì có cô ở đây, thì con xin phép được hỏi là với anh thì hiện tại cô là mẹ của anh, thì anh có cái cảm xúc hay là cái suy nghĩ gì về cái hình ảnh của người mẹ, người vợ của gia đình?
mẹ của anh thì tuyệt vời. Nếu mà em mà giống như được như mẹ anh thì anh không còn gì nói được. Mẹ ai cũng tuyệt vời cả, ai cũng mong muốn mình tìm một cái người yêu giống mẹ giống mình. Mẹ dạ không, rất là khó luôn đó. Những người mẹ khác không biết sao chứ mẹ của em là rất tuyệt vời. Mẹ đều tuyệt vời trong mỗi con người con của chúng ta. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta bước tới đi em nắm tay bạn gái, nói điều gì đó. À, nhìn vào mắt đi. Nãy giờ cảm nhận em có thể cho anh cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, hy vọng là mình có thể sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Hát tặng bài đi. Dạ, nói chung là em hát rất chở. Rồi để bạn gái hát cũng được, cứ nhìn bạn gái đi. Ta hẹn hò nhau trước rồi, ta nháy nhó nhau trước rồi. Cái nút bấm chỉ là một cái hình thức. Rồi. Dạ, vậy chắc là em xin hát tặng một đoạn nhỏ. Em đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân ngừng lại nghỉ ngơi. Giờ em có hay là người có anh ơi? Muốn nói cho anh nghe bao nhiêu là điều, mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Em đúng là em quên mất rồi. Thôi giờ trái tim chơi vơi là bây giờ gặp anh rồi là không còn chơi vơi nữa. Rồi. Đúng không? Em gái, em cảm nhận gì về người đứng trước mặt em? Dạ thật sự thì em thấy anh cũng là một người con có hiếu, biết lo cho gia đình, cũng có những cái định hướng riêng cho mình trong công việc, trong sự nghiệp. Có thể là một người mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái khác. Và trước khi mà đưa đến quyết định thì em có một vài câu hỏi nhỏ để hỏi anh được không ạ? Được. Dạ. Thì không biết là anh có thích chơi thể thao không? Rất thích đến bóng chuyền. À, anh thích bóng chuyền. Ngoài bóng chuyền ra thì anh còn có thể chơi môn thể thao nào khác được không? Tất cả các loại thể thao được chơi được. Dạ. Vậy thì em xin hỏi nhỏ một câu hỏi là nếu như em và cô cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai ạ? Trời ơi, câu này khó lắm, câu này. Ừ, tự nhiên em hỏi câu này. Dạ, này. Dạ, thật sự là anh có thể trả lời theo cái suy nghĩ, cái tự trái tim của mình ạ. Tôi suy nghĩ trái tim thôi. Dạ. Anh nghĩ không nên hỏi câu này đâu. Dạ, tại vì em sẽ có một câu trả lời cho cái câu hỏi này. Câu này giúp tôi hỏi sau đi. Hả? Câu này không cần lên sóng truyền hình đâu. Nếu hỏi anh thì anh sẽ nói đó. Dạ. Nhưng mà có thể không trả lời không? Tại câu hỏi này anh đã coi nhiều người trả lời rồi. Dạ. Câu này thì nó làm khó anh ta lắm. Chắc là em sẽ xin phép anh thay anh trả lời câu hỏi này được không ạ? Dạ. Thì em xin trả lời với anh là anh có thể cứu mẹ đi ạ. Tại vì em và anh sẽ cùng nhau học bơi để không thể nào xảy ra chuyện đó. Cũng như là trong cuộc sống chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vun đắp mọi thứ để không có cái giá như hay nếu như xảy ra trong cuộc sống của đôi mình. Cảm ơn em. Các bạn về vị trí đi, hết giờ rồi. Ha. Để tay mình nút bấm và đưa ra quyết định. Rồi tôi đếm luôn nha. Nút nào nằm đâu? Một. Kìa, cưng, bên đây cưng. Đó, vòng qua đây nè bé. Không, để cái tay cho nó... Đây sao nè, sao hai đứa được khổ dữ vậy trời. Đây nè, nè coi nè, coi nè, đó, vòng qua. Đi dạo sao khổ vậy? Khổ dữ vậy trời. Rồi, 1, 2, 3. Rồi. Cho nó thấy khổ vất vả chút xíu. Vất vả quá đi. Được rồi. Ok, như vậy là quá tuyệt vời. Hãy nắm tay nhau đi. Đó. Bây giờ chính thức chúng ta xin phép gia đình hai bên nè. Xin phép mẹ cho chúng ta hẹn hò với nhau. Đây. Dạ, sĩ. Con xin phép bên nhà gái cho con được tìm hiểu bên Thanh. Đó là đây, đây. Bên nhà gái. Ông bà đang coi đó. Bên đó. Ông bà đang coi truyền hình đó. Đang truyền hình đó. Nói đi nói lại nhìn mình đây. Nói với truyền hình đi cưng. Dạ, em con xin phép bên nhà gái cho con tìm hiểu về Thanh. Hứa gì đó, hứa gì với nhà gái. Dạ. Hứa thật nhiều, thức hứa cũng thật nhiều, thà đừng hứa mình làm luôn nhưng nó nhanh. Không hứa mà không nói mà làm ha. Dạ. Em nói gì với mẹ đi. Dạ con chào cô ạ. Thì hôm nay con rất là vui khi mà được đến đây và quen biết anh Sĩ. Thì con cũng mong là con với anh Sĩ có thể đi xa hơn, nhưng mà con cũng mong là có thể về làm dâu nhà cô và trở thành con gái của cô nếu như là mình có duyên ạ. Rồi. Ok. Rồi, thôi bây giờ hung đi. Bắt y sĩ với lại ông chủ quán cà phê hung 2-1 đi, vô một tụ. Gò má.
Rồi. Đây là những món quà dành cho các bạn. Đây. Hãy dạ, cảm ơn anh. Đưa đi đến những nơi nào các bạn thích nha. Thực ra là em thích màu gì? Màu cam hay màu hồng? Dạ thực ra là hơi cá tính một chút cho nên là thích màu này hơn, nhưng mà màu này cũng được. Đúng rồi, em mạnh mẽ hơn. Dạ, thôi. Là em thích màu cam. Để con trai đội màu hồng nó. Linh cũng thích màu hồng mà Linh thiệt á. Thiệt á, thích ông này ghê á. Thích đây. Màu hồng với màu tím mà làm bộ. Màu hồng tím nó đẹp lắm. Màu hồng là màu đó của rồi. Đàn ông. Cảm ơn chương trình. Còn nữa. Hãy chúc chụp cho anh tấm hình nha. Đây nha. Đây là son môi Yurika. Dạ. Của Nhật Bản. Dạ. Một bộ 5 cây 5 màu rất là đẹp luôn. Dạ. Và nếu như hai đứa có tin vui ha, thì là nhãn hàng thép Vina QA sẽ tặng hai đứa một món quà trị giá 20 triệu đồng cho cái đám cưới đó. Dạ. Rồi. Hãy giữ lấy mũi tên tình yêu và cân bằng cảm xúc khi bão giông. Dạ. Vượt qua bao nhiêu bông giông bão trong cuộc sống. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn hai đứa. Rồi, cái này chút xíu nữa chị sẽ chuyển xuống. Đêm nay.